nó hơi gọn gàng ha. Đấy, thay vì là mình để nhiều nơi mà nhiều khi nó còn bị thất lạc nữa, thì mình có thể là tóm gọn nó vào trong một cái hộp như vậy. Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho cả nhà mình một mẫu hộp đựng tài liệu ha. Đựng tài liệu thì cái này là của thương hiệu là Erat này, mã số của nó là E102 nha cả nhà. Đấy, và cái kích thước của nó, cái độ dày của nó là 55mm ha, 55mm này. Đấy, 55mm ha. Ở bên ngoài thì được làm bằng nhựa dẻo này, rất là dẻo luôn, nên là mọi người không có lo là nó sẽ bị giòn bị vỡ ha. Ở đây bị giòn bị vỡ. Ở đằng trước thì nó có một cái ô đựng cái miếng giấy như vậy này, để cho mình ghi cái loại tài liệu lên đây, nhóm tài liệu, loại tài liệu, tên tài liệu đây mình sẽ ghi lên đây này. Ở đây mình sẽ phân chia ra những tài liệu gì, những mình chia ra những cái tài liệu nhỏ mình ghi ra đây này, để mình không bị quên hoặc là mình nhìn cái là mình biết liền. Đấy, phần khóa của mình là khóa gai ha, khóa cái nút gai á, cái nút dính gai á. Đấy, nhưng mà gai nhìn như vậy thôi nhưng mà rất là chắc chắn ha. Đấy, có một cái miếng sắt như vậy này để mình biết được là cái nút cài nó nằm ở đâu, để mình mở nó lên ha. Đấy. Ở đây thì nó có thiết kế cho mình một cái lỗ tròn, mình có thể quan sát ở bên trong nó có tài liệu hay không. Và để khi mà mình xếp chồng lại như vậy với nhau này, thì mình lấy nó cũng dễ dàng hơn, vì vậy là sỏ vào cái lỗ này mình kéo ra thôi. Đấy, rất là tiện lợi ha. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn. Bên trong thì mình có thể là sử dụng được những cái tép tài liệu nhỏ nè, những cái tép tài liệu nhỏ giống như là những cái mẫu về lá như vậy nè. Đấy, nó không có thể nào mà tự đứng được, nó nhỏ quá nên là nó sẽ bị ngã, nghiêng ngã. Khi mà mình để chung với những cái tài liệu khác thì nó sẽ bị ngã, bị đổ và bị cong mất cái phần mép này. Thì mình có thể là dùng cái hộp như vậy nè, để mình chứa những cái tài liệu này vào nè. Đấy, chứa những cái tép tài liệu nhỏ như vậy vào nè. Đấy, cho nó nằm gọn trong một cái hộp như vậy. Mình sẽ ghi tên nó lên đây nè, ghi tên nó lên. Nó hơi gọn gàng ha. Đấy, thay vì là mình để nhiều nơi và nhiều khi nó còn bị thất lạc nữa, thì mình có thể là tóm gọn nó vào trong một cái hộp như vậy. Đấy, ngoài ra thì các bạn cũng có thể là sử dụng để được cái giấy tài liệu nhỏ gọn, tài liệu rời rạc đi, tài liệu mà nó không nằm trong cái nào hết á, rời như vậy đấy, nên mình cũng có thể bỏ vào luôn ha. Đấy, nhưng mà nó sẽ có một cái nhược điểm á, là khi mà các bạn bỏ vào thì nó sẽ bị nghiêng ngã và làm cong cái phần mép của cái tờ giấy ha. Nên là trước khi bỏ vào các bạn nên là cột nó lại, hoặc là bấm ghim, hoặc là bấm lỗ như mình nè, bấm lỗ lại như mình, tại dùng cái co kéo nó lại như mình như vậy nè. Đấy, rồi khi mà mình bỏ vào thì nó sẽ hạn chế cái việc là nó sẽ bị ngã ha. Đấy, nó sẽ thành từng cái tép nhỏ. Đấy, mình bỏ vào thì nó sẽ không có bị ngã hay là bị làm cong cái phần này. Đấy, đều rất là ok hết luôn nha. Đấy, và nếu mà các bạn thích cái mẫu sản phẩm này thì có thể là nhấn vào đường link ở phía dưới phần mô tả, mình có đính kèm để các bạn tham khảo thêm ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này, hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo, và đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.